Ngày 10 tháng 3, Kính Thánh Đa Minh Savio. Thánh Đa Minh Savio sinh năm 1842 tại Bắc Ý. Khi mới được 4 tuổi, thì vào một ngày kia, Đa Minh Savio đột nhiên biến mất và thân mẫu của Đa Minh phải đi tìm ngài. Đa Minh đang quỳ gối, hai tay chắp lại và cầu nguyện trong một góc phố thanh vắng. Lên 5 tuổi, Đa Minh Savio trở thành một cậu giúp lễ. Khi lên 7, Đa Minh Savio được rước lễ lần đầu. Trong ngày đó, Đa Minh đã chọn cho mình một châm ngôn để sống. Đa Minh hứa với Chúa Giêsu trong lòng rằng thà chết chẳng thà phạm tội. Và hàng ngày, Đa Minh Savio đã cầu nguyện cho được ơn trung thành với lời hứa ấy. Khi lên 12 tuổi, Đa Minh Savio đến học tại trường của Thánh Gioan Bosco ở Torino, nước Ý. Đa Minh rất nhớ nhà nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được lưu lại tại trường học của Thánh Don Bosco. Nơi đây Đa Minh Savio học biết mọi điều cần thiết để trở nên một linh mục. Mục đích chính yếu của Đa Minh là làm linh mục. Đa Minh là một cậu học trò giỏi nhưng cũng hay vui đùa giễu cợt. Ngài là mẫu người mà Don Bosco và các bạn có thể nhờ cậy. Lần kia Đa Minh Savio giải tán một trận đánh nhau giữa hai thiếu niên hung dữ. Cuối cùng Đa Minh bị trói vào một cây thánh giá. Lần khác Đa Minh thấy một nhóm thanh niên lớn hơn đang chụp đầu vào nhau thành vòng tròn. Đa Minh Savio cất bước tiến lại xem có chuyện gì mà thú vị quá như thế, và biết được là họ đang xem những tranh ảnh khiêu dâm. Đa Minh Savio liền chộp lấy và xé nát ra. Các cậu thanh niên chưa bao giờ nhìn thấy Đa Minh nóng giận như vậy. Ồ, tóm lại, nhìn xem những bức tranh như thế này thì có gì là sai trái hả? Một đứa trong bọn thanh niên lên tiếng. Đa Minh Savio đáp lại cách buồn bã. Thật là quá tệ. Thì ra các bạn thường hay xem những đồ nhơ bẩn như thế à. Sau đó Đa Minh Savio yếu bệnh, người ta gọi ngài về gia đình để được chăm sóc tốt hơn. Nhưng ngay tại quê nhà, sức khỏe của Đa Minh cũng không cải tiến. Thay vào đó, bệnh tình lại trở nên trầm trọng hơn, và Đa Minh Savio đã lãnh nhận các bí tích sâu cùng. Rồi Đa Minh bắt đầu cảm nhận là mình sẽ không trở lại trường học của Don Bosco được nữa. Hoài bão lớn lao là muốn làm linh mục của Đa Minh Savio sẽ không trở thành hiện thực. Ngay trước lúc qua đời, Đa Minh Savio cố gắng trỗi dậy và nói với thân phụ của mình rằng con đang xem thấy những điều kỳ diệu. Rồi Đa Minh Savio tựa đầu lên chiếc gối và nhắm nghiền mắt lại. Thánh Đa Minh Savio mất ngày 10 tháng 3 năm 1857, lúc được 15 tuổi. Chúng ta có thể tạo ra những dự án phi thường và sắp đặt những mục tiêu lớn lao cho cuộc sống chúng ta. Nhưng Đa Minh Savio nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta không biết mình sẽ sống được bao lâu trên trái đất này. Đa Minh Savio không làm linh mục, nhưng ngài lại trở nên một vị thánh. Đó là Đa Minh Savio đã cố gắng hết sức để sống khẩu hiệu ngài đã chọn: thà chết chẳng thà phạm tội. Chúng ta cũng có thể cầu xin Thánh Đa Minh Savio giúp chúng ta sống lời châm ngôn của ngài.